tăng. Dạ, kính đảnh lễ sư huynh để chư tôn đức và con kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sapto to samma sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Tham mê sát na và chana gà thà. Brahma chalo ka thi pa ti sa ham ba ti ka tan chali an thi wa rang a ya. Cha tha. San ti tha sak tap pa ra chak ka cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang. Ba chang. Sak tham ma phê rin vi na yan cha ka yan sut. Tan cha ban tham a phi tham ma cham mang a ko ta yan to chu sak cha dan dang bap po tha nay ye parisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng quyết lòng mở đời, nhắm vườn lọc dài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính diệu, đó là Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn hạ gia đoàn, một lòng chặt thông một còn dơ lành dưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay à. Và con kính dâng mít lại cho sinh xuống mít ạ. Nên lễ đề được thanh tâm. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục đoạn số 4 cho đến hết đoạn số 7. Và hôm nay mình học 4 5 6 7. Rồi. Bây giờ thì cô Nguyên Như hay cô Nguyên Trang có phần chánh văn ở trước mặt hay không? Nếu như mà có thì đọc giùm sư. Từ đoạn số 4 đến hết đoạn số 7. Bây giờ xin mời cô Minh Trang. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm và con kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc phần chánh văn của kinh Milinda. Đoạn số 4. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, cõi Phạm Thiên cách đây bao xa? Tâu đại vương, cõi Phạm Thiên cách đây xa lắm. Tảng đá kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn bị rơi xuống từ nơi ấy. Trong khi rơi xuống, ngày đêm 48.000 do tuần, thì 4 tháng mới có thể đến được trái đất.
Thưa ngài Nagasena, ngài nói như vậy. Cũng giống như người đàn ông có sức mạnh thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự y như thế, vị tỳ khưu có thần thông đã đạt đến năng lực của tâm, biến mất ở Jambudvipa, có thể hiện ra ở cõi Phạm Thiên. Trẫm không tin lời nói này. Như vậy, vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh đến cả nhiều trăm do tuần. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, sanh quán của ngài ở đâu? Thưa ngài, có hòn đảo tên là Alasanda. Trẫm sanh ra tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, Alasanda cách đây bao xa? Thưa ngài, khoảng cách 200 do tuần. Tâu Đại Vương, phải chăng ngài biết rõ là ngài đã làm một việc cần làm nào đó ở nơi ấy và ngài vẫn còn nhớ? Thưa ngài, đúng vậy, trẫm nhớ. Tâu Đại Vương, quả là ngài đã di chuyển khoảng cách 200 do tuần một cách nhẹ nhàng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu số 5. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, người từ trần ở đây rồi sanh ra vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kashmira. Ai là lâu hơn, ai là mau hơn? Xin Tâu Đại Vương, bằng nhau. Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, thành phố quê hương của ngài ở đâu? Thưa ngài, có ngôi làng tên là Cá Lá Xí, trẫm sanh ra tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, ngôi làng Cá Lá Xí cách đây bao xa? Thưa ngài, khoảng cách 200 do tuần. Tâu Đại Vương, Kashmira cách đây bao xa? Thưa ngài, 12 do tuần. Tâu Đại Vương, ngài hãy nghĩ đến ngôi làng Cá Lá Xí đi. Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi. Tâu Đại Vương, ngài nghĩ đến Kashmira đi. Thưa ngài, đã nghĩ. Tâu Đại Vương, cái nào đã được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn? Thưa ngài, bằng nhau. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kashmira. Họ sanh lên đều bằng nhau. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, ngài nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay ở không trung, một con trong số đó đậu xuống ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. Khi chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đất trước, bóng của con nào thành lập ở đất sau, mặt đất hơn? Thưa ngài, bằng nhau. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kashmira. Họ sanh lên đều bằng nhau. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu số 6. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu giác chi phần đưa đến giác ngộ? Tâu Đại Vương, có 7 giác chi. Thưa ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chi? Tâu Đại Vương, được giác ngộ với một giác chi, là với trạch pháp giác chi. Thưa ngài, vậy thì tại sao lại được nói là 7 giác chi? Tâu Đại Vương, ngài nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra vào vỏ, không được nắm bằng tay, có thể cắt được vật cần phải cắt? Thưa ngài, không thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đi trạch pháp chi, thiếu đi trạch pháp giác chi thì không được giác ngộ bằng 6 chi phần còn lại. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu số 7. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, phước và tội
cái nào nhiều hơn? Tâu đại vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Vì lý do gì? Tâu đại vương, trong khi làm tội thì có sự cắn rứt rằng nghiệp ác được ta làm, do đó ác không tăng trưởng. Tâu đại vương, trong khi làm phước thì không có sự cắn rứt. Đối với người không có sự cắn rứt, hân hoan sanh khởi. Đối với người được hân hoan, hỷ sanh khởi. Đối với người có tâm hỷ, thân khinh an. Tâm được khinh an thì cảm giác sự an lạc. Có sự an lạc, tâm được định tĩnh. Đã được định tĩnh thì nhận biết đúng theo sự thật. Vì lý do đó, phước tăng trưởng. Tâu đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi dâng lên Đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ 91 kiếp. Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Dạ kính thưa sư, con đã đọc xong phần chánh kinh và sau đây con kính dâng mic lại cho sư Huy Niệm để sư có thể giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư và con xin xuống mic. Kính đến lễ đại đức Thanh Tâm, Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức, xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe đọc xong phần chánh văn của bài học ngày hôm nay từ đoạn số 4 đến hết đoạn số 7. Và bây giờ trước khi bắt đầu vào nội dung của ngày hôm nay, chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem lòng thành kính làm lễ đức tôn Phật A La Hán đến chánh năng giác. Chúng con đem lòng tâm để giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng, đưa đến sự ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Thưa quý vị, ở đây trong đoạn số 4 Đức Vua ngài hỏi để Đức Nagasena về thần thông. Y cứ theo đoạn kinh văn là cũng giống như một người đàn ông có sức mạnh, có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được ra. Tương tự như vậy, vị tỳ kheo có thần thông đã đạt đến năng lực của biến mất ở trong Bồ Đề Bá, có thể hiện ra ở cõi Phạm Thiên. Và Đức Vua này đã khó tin về điều này, cho nên muốn hỏi ngài Nagasena có thể giải thích một phần nào đó để cho vị ấy có thể tin được. Thì như thế này, thật ra nếu nói về những điều mà chúng ta không nên bàn luận, xin lỗi quý vị chờ sư xin. Có một số điều mà chúng ta không có nên tìm hiểu vượt qua cái khả năng của chính mình. Thì trong số đó thưa quý vị, thần thông cũng nằm ở trong bốn cái điều đó. Nó nằm trong cái lĩnh vực của
của thiền định, à thiền định bất khả tư nghị, cái năng lực của thiền định đó, trong đó bao gồm có cả thần thông đó, là điều mà mình không có thể muốn suy nghĩ do cái khả năng của phàm phu mà không có sự chứng đắc tương tự hoặc là cao hơn. Mình suy nghĩ đến việc này thì không có nên mong muốn là phải biết tận cùng, triệt để và đốt ráo. Tuy nhiên ở đây có một số những phần trình bày ở trong thanh tịnh đạo có giải thích để cho mình có thể hiểu được một chút gì đó sự để muốn làm rõ về năng lực thần thông. Quý vị mình không có làm được đâu. Trong phần này đề cập đến những loại thần thông là đi đến những vị tỳ kheo hoặc là những vị ở cõi nhân loại mà có sự chứng đắc. Thần thông với năng lực của vị ấy có thể đi đến cõi phạm thiên giới được, chứ không phải là hoàn toàn không được. Thì thưa quý vị, ở trong phần này á, chúng ta nên để ý có 3 điểm. Có 3 điểm mà mình cần phải lưu tâm. Thứ nhất chính là để thực hiện được việc này á, nó có một cái cách thức. Đầu tiên là làm cho cái khoảng cách của 2 điểm nó gần lại với nhau. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Thì sư nói sơ qua một chút để cho mình biết được những vị mà học ở trong bản Nêu Chi Pháp á, chúng ta thấy cái tâm thông á, nếu nói theo thần kinh á, thì nó là cái thực chất, đó là tâm tứ thiền. Tứ thiền bản chất của nó là tâm tứ thiền, nó tương đương với nó những chi phần của nó tứ thiền sắc giới. Còn nếu nói theo bản Nêu Chi Pháp tạng vi diệu á, thì bản chất của tâm thông đó chính là tâm ngũ thiền sắc giới đó, ngũ thiền sắc giới. Nhưng có cái điều khác ở đây á, là phải chăng những vị nào mà đắc được ngũ thiền sắc giới thì đều có thần thông phải hay không? Cái điều này là không hẳn là như vậy, thưa quý vị. Một vị mà sau khi đã rèn luyện nội tâm, nhất là 10 đề mục biến xứ, 10 đề mục kasina, xanh đỏ trắng vàng á, đất nước lửa gió hư không và ánh sáng, 10 đề mục đó là 10 mục tiêu biểu nhất để mà thể hiện thần thông. Thì trong trường hợp vị ấy tu tập sau khi đã lần lượt chứng đắc được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì lúc đó đó chưa có khả năng thể hiện được thần thông đâu. Vị ấy phải rèn luyện về 5 thiền này một cách cực kỳ thiện xảo, theo 14 cách thức. Theo 14 cách thức. Ở đây sư không có nêu rõ ràng về từng cái chi phần của 14 cách thức, bởi vì chúng ta không cần thiết phải biết rõ ràng. Nhưng đại khái 14 cách thức này á, là chung quy cũng chỉ xoáy quanh ở 2 lĩnh vực. Đó chính là vị ấy rèn luyện về tâm thiền một cách nhạy bén, giống như là hoàn toàn theo cái ý muốn của mình 100%. Và hơn nữa, vị ấy có cái pháp thứ hai, đó chính là ngoài việc mà luyện cho tâm thiền cực kỳ nhạy bén, theo như gần như là theo như ý muốn của mình á, thì vị đó rất là thiện xảo trong cái đề mục Kasina, nhất là trong phần của 10 đề mục
trong phạm vi của 10 điểm mục. Tức là ở đây sau khi đã chứng năm thiền sắc giới rồi thì công việc tiếp theo của vị đó là luyện làm sao cho thật sự đạt đến đỉnh cao của ngũ thiền một cách nhuần nhuyễn về tâm lực cũng như về đối tượng để mà tu tập theo 14 cách thức. Chẳng hạn sư nói ví dụ như là vị ấy có thể theo như thông thường á thì mình phải nhập từ nhị thiền từ sơ thiền rồi mới đến nhị thiền rồi đến tam thiền. Nhưng mà cái người thiện xảo thưa quý vị, người ta có thể nhập từ nhị thiền xong rồi bỏ băng qua cái vị ấy nhập sơ thiền xong rồi vị ấy xả, vị ấy không cần phải đi theo tuần tự của nhị thiền mà nhảy lên một phát một đến tam thiền luôn. Rồi cái đó là một cái hình thức thứ nhất. Hình thức thứ hai là ngược lại, tức là từ tứ thiền từ ngũ thiền rồi vị ấy xả ra và nhập ngược lại tứ thiền rồi quay trở ngược lại tam thiền, giống như là xào tới xào lui y như là gần như là theo ý muốn của mình 100%, và cái tốc độ nó cực kỳ khích khao và mau chóng. Thông thường á, cái điểm khác biệt của người thiện xảo với người không thiện xảo thưa quý vị thì nó được y cứ trên năm cái pháp qua si. Đó là nói đến người mà rành mạch hơn trong việc nhập trú xả và quán xét các chi thiền. Còn trong trường hợp này thì ngoài việc mà thuần thục về năm pháp qua si không thôi, vị ấy còn luyện thêm cho mình về cái năng lực của tâm, giống như đạt đến cái sự tự tại, đạt đến sự tự tại. Đối với người mà chưa có thuần thục á, thì giữa các lộ trình tâm á, thưa quý vị, nó có thể bị đan xen nhiều cái tâm hữu phần. Chẳng hạn như lúc mà mình nhập sơ thiền xong rồi mình ra, nó quay trở lại cái trạng thái của tâm hữu phần, rồi nó diễn biến một số những cái dòng tâm thức khác. Rồi xong một khoảng thời gian trải qua nhiều cái lộ trình tâm thì vị ấy mới nhập tiếp tục lên nhị thiền rồi tam thiền. Nhưng mà cái người thiện xảo thưa quý vị thì cái khoảng cách giữa việc nhập thiền của vị ấy nó khích khao lắm, nó ít bị đan xen bởi những cái lộ tâm mà không có cần thiết ở giữa lắm. Cho nên đây là vấn đề thứ nhất muốn nói đến, cực kỳ nhạy bén về tâm lực, đặc biệt là sơ nhị tam tứ và ngũ thiền. Thêm một cái hình thức thứ hai nữa là thiền xảo trong đề mục cá si ná. Thiền xảo trong đề mục cá si ná, tức là ấy có thể nhập bất cứ đề mục cá si ná nào theo như cái mong muốn của mình một cách cực kỳ mau chóng. Rồi đây là việc thứ nhất. Sau khi đã luyện tập theo 14 cách thức rồi thì lúc bây giờ sự thị hiện thần thông sẽ được nói. Ở đây quay trở lại cái trường hợp mà một vị mà có thể dùng thần thông đi đến cõi phạm thiên giới thì chúng ta nên để ý đến trong thanh tịnh đạo. Trong thanh tịnh đạo có đề cập đến ba cái điểm mà mình cần phải lưu tâm. Điểm thứ nhất là để tác ý làm cho hai điểm nó gần lại, làm cho hai điểm nó gần lại, cũng giống như trường hợp chính thức Thế Tôn khi mà ngài thực hiện thần thông á thì ngài đã làm cho núi Yuganthara và Simeru hai cái đỉnh núi này gần lại, và mặt đất một chân ngài đặt ở trên Yuganthara và chân kia ở trên núi Sumeru. Đây là điểm đầu tiên. Cho nên đối với một vị mà khi mà tác ý đến cái nơi mà mình muốn đến cho nó gần lại á thì vị ấy sẽ bước giống như bước thêm một bước chân nữa thôi là nó đi đến rồi.
Cái điều thứ hai, đó chính là vì ấy làm cho tâm của mình đạt đến cái sự vận hành nó đồng bộ đối với sự vận hành của thân. Tức là ở đây vị đó đã chuyển tâm để mà cho phù hợp với thân xác của vị ấy. Bởi vì trên thực tế khi mà cái sự diễn hoạt bình thường á, thì sự diễn hoạt của tốc độ diễn hoạt của tâm với sắc pháp đó, thưa quý vị, nó không có tương đương với nhau, nó không có đồng bộ với nhau. Cho nên chúng ta thường hay nghe đề cập rằng là sắc pháp nó có cái sự sanh diệt chậm hơn đối với tâm pháp là 17 lần, 7 lần. Nên đây là cái điều thứ hai, tức là vị ấy tác ý làm cho tâm của mình nó có cái sự diễn hoạt chậm lại đồng bộ đối với sự diễn hoạt của sắc pháp. Và ở đây là thân. Sau khi đã làm cho hai pháp này nó phù hợp, nó giống như là hòa hợp lại với thành một rồi, thì lúc bây giờ vị ấy đạt đến an trú, đạt đến tưởng, lạc và tưởng. Và như thế vị ấy đi đến phạm thiên giới với một sân thác, một thân xác hữu hình nhẹ như là một nắm bông gòn bay trong gió. Đây là điều thứ hai. Điểm thứ ba, đó chính là ngược lại. Vị ấy làm cho thân, sự vận hành của thân nó diễn hoạt nhanh, đồng bộ với cái tốc độ diễn hoạt của tâm. Và sau khi đã làm cho hai pháp này nó có sự đồng bộ rồi, thì lúc bây giờ vị ấy cũng an trú, đạt đến tưởng là và tưởng nhẹ, và đi đến phạm với một cái sắc thân nhẹ như một nắm bông gòn, nhẹ như một nắm bông gòn. Cho nên nói tóm lại, ở trong phần này chúng ta có thể hiểu, dựa trên ba cái điểm chính. Thứ nhất là để đi đến một cái nơi nào đó bằng cái năng lực thần thông trong một cái khoảng cách xa, thì cách thứ nhất vị ấy có thể làm là tác ý nơi đó hãy gần, nơi đó hãy gần. Không chỉ là làm gần không, mà thần thông này có thể làm cho hai cái điểm gần á nó thành ra xa cũng được. Chẳng hạn như trong cái trường hợp mà Đức Thế Tôn khi ngài tiếp độ Angulimala, thưa quý vị, lúc bây giờ thật ra Angulimala rất là gần, nhưng mà không biết tại sao mà Angulimala dùng hết sức mình chạy hoài nhưng mà vẫn không coi như là sát lại, sát được Đức Thế Tôn. Thì đó là lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái thần thông là tạo nên một cái khoảng cách, tạo nên một cái khoảng cách để cho Angulimala không có thể nào đạt đến cái sự đến gần được Đức Phật. Cho nên dù có rượt như thế nào đi nữa thì cũng không có, giống như là xa vời vợi vậy đó, không có đến gần được. Đây là điểm đầu tiên, làm bằng cách thức xa và gần để đi đến một cái nơi nào đó xa. Rồi thứ hai đó chính là tạo nên cái sự vận hành của tâm để cho nó có sự đồng bộ chậm lại phù hợp đối với pháp, giống như nó tương xứng với nhau. Sau đó tác ý đến sự nhẹ nhàng, tưởng lạc và tưởng nhẹ, và đi đến phạm thiên giới nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Và thứ ba là làm cho sự diễn hoạt của sắc nó nhanh, đồng bộ với sự diễn hoạt của tâm. Như vậy khi đã đạt được cái sự đồng bộ đó, vị ấy an trú vào tưởng lạc và tưởng nhẹ và đi đến phạm thiên giới với thân xác nhẹ như một nắm bông gòn bay trong gió. Rồi, sư chỉ có giải thích được đến đây thôi, chứ còn quý vị hỏi xa hơn nữa thì cũng bó tay, bởi vì trong thanh tịnh đạo chỉ có đề cập đến sự giải thích đến đó thôi. Điều này chúng ta cũng có thể liên hệ chút gì đó ở trên thực tế để suy nghĩ khả dĩ có nên tin tưởng về việc này hay không. Ở trong đời sống của mình á, quý vị thấy có khi nào mà mình thắc mắc rằng dựa vào cái nguyên lý gì mà như bây giờ mình đang sinh hoạt ở trong lớp,
Chúng ta đang ở cách nhau, ở những điểm rất xa. Có người ở Mỹ, có người ở Canada, có người ở Đức, vân vân. Những điểm chúng ta không có cách, chúng ta cách xa rất là nhẹ, xa nhau. Nhưng mà tại sao, bằng cách thức nào mà mình vẫn có thể lắng nghe được âm thanh của nhau và truyền đạt âm thanh của mình đến những cái nơi rất là xa? Và kể cả hình ảnh cũng vậy. Hình ảnh mình nói chuyện đâu á, bằng webcam á, thưa quý vị, đó là một cái hình thức. Như vậy thì đây nó cũng là một cái vấn đề để mình có thể tin tưởng, mình cũng có thể tin tưởng hơn cái việc mà truyền tải về âm thanh ở xa nhưng mà giống như là nghe sát gần bên vậy đó, và hình ảnh dù ở xa nhưng mà cũng thấy giống như rất là gần, là điều có thể được chứ không phải là không, là điều có thể được. Hơn nữa, trong thực tế, nói về cái sự đồng bộ của thân và tâm á, đôi lúc mình thấy có bao giờ mà quý vị nằm ngủ mà bị coi như là cái tình trạng giống như là mình tỉnh nhưng mà giống như là tay chân mình không biết làm sao nó cứng ngắc à, mình điều phối cái sự di chuyển nó không có được, người ta hay nói là bị ma đè vậy đó. Nhưng mà trong một số những trường hợp đó thì nó không phải như vậy đâu, thưa quý vị, không phải như vậy đâu, do cái sự thay đổi như thế nào về tứ đại á, cho nên thân của mình nó bị tê cứng. Lúc bây giờ cái sự tác ý của tâm nó không có đồng bộ được với sắc pháp, cho nên nó không có dơ được tay, không có nhúc nhích được chân. Rồi trường hợp thứ hai, những lúc mà mình bị bệnh á, bị bệnh thì cái sự bay nhảy, cái sự chạy nhảy, cái sự linh hoạt của mình khi mà tâm của mình muốn làm cái này cái kia nó không có được nhanh. Nó không có được nhanh, nó không có được nhẹ nhàng, nó không có giống như là nó không có được đồng bộ, giống như trên bảo mà dưới không có nghe, kiểu vậy á. Cho nên chính vì thế mà khi mà mình khỏe mạnh thì lúc bấy giờ sự sinh hoạt của thân tâm hầu như nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là linh hoạt và nó rất là đồng bộ, nó rất đồng bộ. Điều này cho thấy đừng nói chi đến cái năng lực bất khả tư nghị của thần thánh, mà kể cả trong cuộc sống của mình cũng vậy nữa. Đôi khi mình không có được khỏe mạnh, bệnh hoạn, hoặc là tâm của mình mỗi lượt không có sáng suốt, lúc bây giờ mọi cái mệnh lệnh, mọi cái sự sinh hoạt tác ý của thân, của tâm đến với thân này nó cũng rất là chậm chạp, nặng nề, nặng nề. Còn những lúc mà chúng ta khỏe, những lúc mình khỏe thì mình sinh hoạt nó rất là linh hoạt, tay chân của mình rất là nhanh nhẹ, tâm của mình ý tác ý như thế nào thì nó y như theo thế đó. Đây là vấn đề thứ nhất. Quý vị có còn nghe âm thanh rõ hay không? Thì cảm ơn. Rồi trong câu số 5 đề cập đến câu hỏi Đức Vua Ngài hỏi rằng cái việc tái sanh đó của một người cùng ở cõi nhân loại, nhưng khi nhân loại, một người tới ngay ngược lại và có nhân loại, chẳng hạn như trong xứ Kashmir, và một người tới tử ở cõi nhân loại mà tới sanh ở cõi Hầm Thiên, thì trong hai người này nữa, cái
khoảng cách nó có sự khác biệt. Vậy phải chăng là cái sự tái sanh ở khoảng cách gần và xa thì nó có trước có sau hay không? Ý Đức Vua ngài hỏi vậy. Ở đây ngài nói cái sinh án ngài trả lời rằng không trước không sau, cùng lúc. Chúng ta nên nhớ rằng là cái việc tử và sanh á, là nó tùy thuộc 100% vào cái sự diễn hoạt của tâm, chứ nó không có liên quan gì đến sắc pháp ở trong đó. Nó không liên quan gì đến sắc trong đó hết. Cho nên chính vì thế mà khi mà tâm tử nó khởi lên, sau khi tâm khởi lên và diệt đi, tâm tái tục hiện khởi. Và khi tâm tái tục hiện khởi, bắt cảnh bắt cảnh nghiệp tướng hay là cảnh thú tướng, cảnh thú tướng tức là cảnh giới ở đâu, thì là chúng ta sẽ có mặt ngay tại chỗ đó, mình sẽ có mặt ngay tại cảnh giới đó, không có cần phải tốn thời gian, cũng giống như là mình đi xe lửa hay là đi máy bay hay là gì, không cần, không cần phải mua vé máy bay, đi giống như là vé này là vé free, miễn phí do ma vương cấp, chỉ cần tử cái là có mặt ở ngay tại đó thôi, không có cần phải tính tiền, không có cần phải bận tâm gì về thời gian đi đứng xa hay gần hay là nhanh hay chậm gì hết đó. Chính vì thế mà việc tái sanh của một người đang sanh ở cõi người quay lại cõi nhân loại, với cho dù một người tử ở đây mà sanh ở cõi phạm thiên thì nó cũng ngang cái thời gian như nhau thôi, hôm trước hôm sau. Có khi nào quý vị nghĩ rằng ở đây trong số tất cả chúng ta ở đây có ai mà từng nghĩ rằng là khi mà mình nằm mơ mình ngủ mà mình nằm mơ, mình thấy một vài những cái hiện tượng ở trong tâm, những cái hình ảnh và cái nơi mà mình đến, mình đôi lúc mà mình không xác định nó được là ở đâu, hoặc là đôi lúc là mình ý thức được là trong cơn mơ cái địa điểm mình đang thấy là một nơi rất là xa. Nơi rất là xa. Vậy thì có khi nào nếu như trường hợp như mà mình ngủ á, mà nằm mơ á, mà không có tỉnh lại á, thì như thế chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ như thế nào? Cái cuộc sống của mình nó sẽ ra sao? Không biết ở đây có ai đã từng suy nghĩ đến điều đó chưa? Nhưng riêng sư đã từng có nghĩ đến chuyện đó rồi, đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Thì thưa quý vị, có thể nói rằng khi mà mình tử, cho dù ở trong lúc mình ngủ, nó vẫn có thể có chuyện đó xảy ra. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là chừng nào mình già rồi mình mới chết, hoặc là mình bị ai đó hãm hại hay là tai nạn hay là gì đó thì nó mới chết, mà mình ngủ là không có chuyện chết xảy ra. Đừng có nghĩ như vậy, sai lầm. Khi nào mà cái thọ mạng của mình hết á, kể cả trong lúc mình ngủ, thật ra nói ngủ với ý thức là để phân biệt đến cái hình thức, trạng thái
của việc sinh hoạt hàng ngày với lúc mà các căn của mình nó đóng lại mà thôi. Đóng lại mà thôi. Chứ còn trên thực tế ngủ nó cũng như thức, thức nó cũng như ngủ. Nếu nói theo sự diễn hoạt của tâm thức thì hai pháp nó đều y chang với nhau. Trong lúc mà mình đừng ngủ mà mơ, thưa quý vị, nếu như trường hợp như những gì mà mình thấy mà mình thấy, những gì mà mình kinh nghiệm trong lúc ngủ, thật ra nó vẫn là sự diễn hoạt của tâm. Mà hễ là sự diễn hoạt của tâm thì nó đều có những tâm tạo nghiệp ở trong đó, nó cũng có những cái phản ứng của tâm vui buồn hay là thiện ác ở trong đó, chứ không phải lúc ngủ là không có thiện ác trong đó, không phải như vậy. Chính vì thế mà trong lúc mình ngủ á, mà nhưng mà tâm tử nó khởi lên á, thì tùy theo sự diễn hoạt của lỗi trong cái mà được gọi là giấc mơ, nó diễn hoạt như thế nào thì mình sẽ đi theo cái cảnh giới tái sanh ở ở nơi đó luôn, nó đi theo luôn cái cảnh giới đó luôn. Cho nên đây là việc mà mình có thể hiểu được cái lý do tại sao khi nói đến sự tái sanh thì nó không vốn không có trước sau, không có trước sau. Dù là một người tái sanh quay trở lại ở cõi người, hoặc là một người tử ở đây mà tái sanh ở ở cõi Phạm Thiên hay cõi Chư Thiên, thì nó cũng đồng bộ y chang như nhau, cũng đồng bộ như vậy mà thôi. Sư nhắc cho quý vị một điều như thế này: nếu nói theo ý nghĩa về thông thường của thế gian pháp thì nó còn có xa gần, tốt xấu, hay là đẹp xấu, còn nếu nói theo cái ý nghĩa tuyệt đối, đồng bộ hết tất cả các thuộc tính của ngũ vi pháp thì nó chỉ có một cái tướng trạng chung của nó. Nếu mà nói chuẩn nó là có ba, nhưng mà nếu ở đây thì mình hay thấy cái tướng trạng nổi trội nhất của nó thôi, đó chính là sanh và diệt. Nó chỉ có sanh và diệt thôi, chứ nó không có xa với gần, nó không có xa với gần. Khi nói xa với gần á là nói theo ý nghĩa của khái niệm của thông thường, còn nếu nói theo khía cạnh tuyệt đối thì chỉ có sanh lên và diệt đi, sanh lên và diệt đi. Cho nên lúc bây giờ, lúc đó mình khi ở trình bày theo ý nghĩa đó mà bàn luận đến xa gần, tốt xấu, vân vân, đẹp hay xấu, cái này cái kia, trên dưới, trong trường hợp này chúng ta không có nói được, miễn bàn. Trong trường hợp tái sanh cũng vậy, tâm tử diệt và một tâm khác sanh lên, một tâm khác sanh lên, đó là như vậy. Chính vì thế mà nó đồng bộ, không trước không sau. Rồi, ở trong câu số 6, Đức Vua đã hỏi Ngài Nagasena rằng là có bao nhiêu giác chi dẫn đến sự giác ngộ. Tổng cộng có 7 giác chi, nhưng mà cái chi phần á, mà được gọi là không thể thiếu được và nó làm công việc chủ chốt trong việc giác ngộ á, đó chính là trạch pháp chi, trạch pháp giác chi.
cái chi pháp của nó tính chính là tâm sở trí tuệ đấy tôi. Tâm sở trí tuệ thì ở đây mình nên hiểu như thế này. Thực ra trong cái quá trình tu tập á, mà dẫn đến giác ngộ á, thì cả bảy cái chi phần này nó đều phải hiện khởi hết, chứ không thể nào thiếu được cái nào đâu, chứ không thể nào thiếu được. Tuy nhiên để làm cái công việc tiên quyết trong cái phận sự là chứng ngộ niết bàn, cắt đứt phiền não đó, thì đây là cái công việc của trí tuệ là chủ yếu, là cái công việc của tâm sở trí. Chính vì thế mà ngài Nagasena ngài đã trả lời rằng cái nói là bảy giác chi, nhưng mà trong cái công việc mà dẫn đến sự tác chứng niết bàn, chấm dứt phiền não, thì đó là công việc của trạch pháp giác chi. Mình nên hiểu qua cái ví dụ như thế này. Đôi lúc có một số những cái trường hợp á, thưa quý vị, chúng ta nghe người khác khuyên bảo, nghe người khác khuyên bảo là hãy có từ tâm đến chúng sanh khác, bởi vì nó có lợi như thế này như thế kia. Tuy nhiên đôi lúc được nhắc nhở trong một vài trường hợp thì chúng ta có thể làm tốt và không có sự nghi ngờ, và những pháp nó liên hệ đến cái sự chướng ngại cho cái tâm từ. Nhưng mà không lúc nào cũng vậy thưa quý vị, không phải lúc nào cũng vậy. Đôi lúc có một vài những trường hợp do cái sự nhắc nhở, do cái sự khích lệ mà mình từ đang gây cái sự trở ngại cho mình, nhưng mà mình có cái từ tâm đến họ. Nhưng mà ở trong một trường hợp khác thì chúng ta lại không làm được như vậy. Tại sao lại như thế? Bởi vì mình không có thật sự hiểu được một cách đầy đủ về từ tâm. Và khi mình không có hiểu được đầy đủ về pháp này á, thì chúng ta có thể trường hợp này mình làm tốt, nhưng mà trường hợp khác thì mình lại không có làm được. Nó cũng giống như một người học sinh, cái đứa hiểu bài á thì nó sẽ không còn trở ngại trong cái việc giải thích về cái đề tài đó hay là cái công thức đó, dù bất cứ thay đổi con số như thế nào. Nhưng mà cái đứa mà nó không có hiểu bài á, người khác chỉ nó bài này thì nó chỉ biết trong cái này thôi, hiểu một cách giới hạn như vậy thôi. Tuy rất là siêng năng, làm rất là nhiều cái bài toán với nhiều cái con số công thức khác nhau, nhưng mà do cái sự giới hạn, không có hiểu được cái nguyên lý của nó một cách triệt để, cho nên thể ra cái bài nào mà trúng đủ của nó, đúng theo cái con số đó thì nó mới làm được, mà thay đổi tí xíu khác đi là nó sẽ làm không có được, nó sẽ làm không được. Điều đó như thế nào thì ở đây cũng vậy. Quay trở lại, quý vị có biết thông thường đôi lúc mình hay có cái sự sợ hãi, nhất là mình hay sợ ma, phần lớn nhiều người người ta hay sợ ma, bởi vì họ nghĩ rằng những cái loài đó là những cái loài không có sắc khả ái, khó nhìn, nó khác với người quá đi nên làm cho mình sợ. Hoặc là có thể mình nghĩ là do bởi những vị ấy có thể hãm hại chính bản thân mình. Đôi lúc những người Phật tử chúng ta khi mình tụng kinh, trong một số những trường hợp khi được nghe các vị dạy về cái cách thức tụng kinh về kinh tập tư á, mình hay gặp những trường hợp sợ hãi như vậy, mình hay tụng. Nhưng mà trên thực tế thưa quý vị, phần đông chúng ta tụng nó không có tác dụng. Mình nên nhớ như thế này, sở dĩ bây giờ được gọi là kinh là do bởi được duy trì gìn giữ những cái lời chỉ dạy của Đức Phật
từ ngàn trở lại cho đến bây giờ bằng cái cách thức lưu lại văn tự. Chứ trên thực tế đó, đó chính là những cái lời mà Đức Phật ngài dạy cho mình để mà mình áp dụng, chứ không phải mình tụng, chứ không phải mình tụng xuông. Thực tế đó, trên thực tế một cách triệt để đó, đó là những lời tôn ngài dạy cho chúng ta áp dụng, chứ không không nó không nằm ở chỗ như cái tụng xuông. Tụng xuông thì nó không có cái kết quả của nó. Mình có thể tụng kinh tâm từ, nhưng mà lúc đó tâm mình không có cái năng lực của từ tâm ở trong đó thì nó cũng không có phát huy được cái công dụng của nó. Nó không có phát huy được công dụng của nó, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà đôi lúc có những trường hợp tại sao mà chúng ta tụng kinh trải tâm từ mà ở bên trong mình vẫn sợ. Mình vẫn sợ, càng tụng càng sợ. Bởi vì ở bên trong của mình nó vốn không có tâm tự, nó vốn nó không có cái sự mát mẻ, nhẹ nhàng, tha thứ và có cái lòng thương tưởng đến chúng sanh khác, cho nên mình càng tụng mình càng sợ. Lúc đó mình có tụng với một ý niệm gọi là xua đuổi, xua đuổi, thì lúc ấy mình càng tụng càng 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 nổi da gà chứ nó không hết. Chính vì thế mà cái người mà hiểu được cái thứ, mà hiểu được, đôi lúc người ta không có cần phải tụng, hoặc là người ta tụng nhưng mà ở bên trong người ta có cái sự đồng bộ của từ tâm nó phát ra, thì lúc bây giờ người ta có thể nhận thức được là do cái năng lực của sự phát này có thể làm cho chúng sanh khác có cái sự dịu bớt đi lòng bực bội, và nhờ như vậy họ sẽ không có gây xâm hại đến chính bản thân mình. Còn nếu như trường hợp á, nếu như trường hợp những chúng sanh khác họ vốn họ không có thay đổi cái ý định của sự sân hận để mà xâm hại hù dọa chính bản thân mình, thì ít ra mình cũng không có bị rơi vào trong cái tình trạng thù hận và sân hận. Bởi vì tâm từ nó khởi á, nó vốn là trạng thái đối nghịch với tâm sân. Mình không làm cho người khác coi như là từ bỏ sân hận được, thế ra mình cũng 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 đạt được cái sự không có sân hận về phần nội phần của chính mình. Cho nên quý vị thấy không, cái năng lực của việc hiểu á, nó làm cái công việc gọi là cắt đứt rất là triệt để, cắt đứt rất là triệt để đối với những cái pháp phiền não. Chỉ cần hiểu được như vậy thôi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái tâm sân nó sẽ rất khó khởi lên, nó rất khó khởi lên. Chính bản thân sư á, thưa quý vị, đã từng có những cái lần á, thưa quý vị biết hồi đó sư ở trên Phú Túc á, trong cái thời gian đầu á, chưa có nhiều chư tăng vô ở, thì trong rẫy á, ban ngày thì có người ta đi vô làm rẫy nhưng mà ban đêm đâu có ai đâu, có hai thầy trò, mà hai thầy trò thì thầy ở một cốc rồi lên chánh điện mà khuya ngồi trên đó tụng kinh rồi ấy. Đôi lúc tự nhiên ta nghĩ tưởng đến nghe cái gì sột soạt hay là cái gì bất thường sau lưng. Lúc bây giờ bắt đầu là hai mắt của mình nó cũng bắt đầu hơi liếc 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 ra sao không biết có ai trong đó. Lúc đó mình cũng sợ sợ, cũng sợ sợ, chưa biết xác định là cái gì. Lúc bây giờ thưa quý vị, có những lần sư có suy nghĩ đến như thế này, thôi thì nếu như là có những chúng sanh khuất mày khuất mặt thì mong rằng các vị hãy có cái lòng thương tưởng đối với người khác, bởi vì cái lòng thương tưởng nó sẽ không tạo nên cái sự thù hận, cho nên chúng sanh hãy làm cho cuộc sống hạnh phúc do cái sự thương yêu lẫn nhau. Và nếu như trường hợp như có cái chuyện gì mà nó xảy ra đối với bản thân mình thì âu nó cũng là cái mà mình nên chấp nhận, và mình không có cái sự sợ hãi hoặc là chúng sanh khác thù hằn
mà mình lại tiếp nối sân hận để mà xua đuổi hoặc là ghét bỏ hay là có sự sân hận đối với chúng sanh khác. Cho nên thôi dù có bị như thế nào đi nữa, người ta có hù mình hay không hay là như thế nào thì mình cũng chấp nhận. Thì khi nghĩ đến cái từ tâm á, đối với bên ngoài và bên trong cả hai hướng như vậy, đúng quý vị, thì tự nhiên từ đó trở đi cái sự sợ hãi nó bị đẩy lùi một cách hoàn toàn. Nó bị đẩy lùi một cách hoàn toàn. À, thông thường á, cái mà mình thấy là mình chỉ có hiểu được cái bên ngoài thôi, mà ít khi nào mình thấy được cái ý nghĩa của pháp nó ở bên trong. À, mình hay muốn người khác đừng có sân, nhưng mà mình ít khi nào mình hay nghĩ đến tại sao mình không làm, mình làm cho mình không có sân. Thì khi mà mình làm mình không có sân thì dù khác người khác có sân hay không sân thì cái chuyện đó nó cũng chẳng liên quan đến mình, nó không liên quan đến mình hết. Cho nên chỉ khi mà chỉ hiểu được như vậy thôi thì từ đó, từ cái khoảng mà suy nghĩ đến hai cái quán xét về nội và ngoại, thưa quý vị, nội và ngoại của từ tâm, lúc bây giờ hết sợ. Hết sợ. Hết sợ thật sự. Và mình tụng kinh, mình ngồi thiền hay là mình sinh hoạt ở trong cái thời khắc đó nó rất là êm, nó không có bị ám ảnh bởi cái chuyện đó. Cho nên chính vì thế mà cái năng lực tu tập của các giác chi cũng vậy nữa. Thật ra trong con đường giác ngộ là phải làm cho hiện khởi cả bảy giác chi, nhưng mà cái công việc tiên quyết, công việc tiên quyết để mình tác chứng niết bàn, chấm dứt phiền não, đó chính là công việc của trạch pháp giác chi. Và ở đây ngài Nagasena ngài đã đưa ra một cái hình ảnh, đó chính là giống như lưỡi kiếm đó, thưa quý vị. Nó có vỏ, có chui, có này có kia, nhưng mà cái việc để mà cắt đứt đó là công việc của lưỡi kiếm. Cắt đứt một cái vật gì đó, đó chính là công việc của lưỡi kiếm. Thì ở đây trí tuệ hay là trạch pháp giác chi cũng vậy nữa. Rồi, sân tu khổ sở. Câu số 7. Câu số 7 ở đây đề cập đến giữa cái nào nhiều hơn. Cái nào nhiều hơn tức là cái nào mà cho quả nhiều hơn và mạnh hơn đó. Ý muốn hỏi đến điều đó. Ngài Nam Cư Sơn Án ngài trả lời rằng là tội ít hơn. Tội cái năng lực cho quả nó không bằng phước, và nó ít hơn. Phước thì lực cho quả thù thắng hơn, mạnh hơn. Bởi vì hai cái nguyên nhân ngài đưa ra rất là cụ thể, là không có ai mà ngu gì mà hoan hỷ, mà cứ suốt ngày mà muốn nghĩ đến những cái điều mà ác mà mình đã làm. Không có ai mà muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó. Đôi khi mình còn muốn đẩy nó cho nó đi ra thật xa, càng xa mình càng tốt luôn kìa. Còn ngược lại thiện pháp thì khác, thưa quý vị. Thiện pháp thì khác. Thiện pháp khi mà đã làm rồi thì tâm nó không vốn, nó không có sự trạo hối, nó không có sự day dứt. Cho nên chính vì thế mà mỗi lần chúng ta nghĩ tưởng đến thì mình lại càng thêm hân hoan, càng thêm hoan hỷ, càng thêm nhẹ nhàng, an tịnh, dễ dàng đưa đến cái sự định tĩnh. Và không chỉ thế thôi đâu, do tâm đã đạt đến cái năng lực đó rồi, nó có thể là cái nguyên nhân gần để đạt đến cái sự cắt những pháp thù thắng hơn. Chẳng hạn như là thiền định, sắc giới và vô sắc. Cho kết quả đặc biệt hơn, thiền định sắc giới và vô sắc. Rồi thậm chí nó cũng có thể là nhân xa để mà đưa đến sự thành tựu chứng đắc được quả vị giải thoát. Được quả vị giải thoát. Mình nên nhớ như thế này nè. Thật ra cái việc mà thành tựu á, sự giải thoát á, hoặc là chứng đắc thiền định á, nó là cả một quá trình của thiện pháp. Thì trong số những thiện pháp đó đó, thưa quý vị, chúng ta không thể nào mà chối bỏ được những cái thiện nghiệp rất là cơ bản ngay từ ban đầu.
nó đều có một cái sự liên hệ lẫn nhau hết. Chính vì thế mà trong A Tỳ Đàm khi đề cập đến nguyên nhân sanh khởi của một pháp thì có nói đến là nó có hai loại nhân, chính là cái nhân gần. Khi nói đến nhân gần, hiểu rằng nó cũng có những cái nguyên nhân xa làm nền tảng chứ không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng hạn sư nói ví dụ, tuy cái sự chứng đắc của đạo siêu thế và quả siêu thế, nhân gần của nó đó chính là tại quán minh sát. Điều này đúng, không sai. Điều này không sai. Nhưng mà mình nên nhớ một điều như thế này nè. Mình làm gì để được sanh vào cõi người? Mình làm gì để được người có đầy đủ những điều kiện, có các căn, không bị khiếm khuyết, để mà được gặp giáo pháp của Đức Phật và để thuận lợi trong việc tu hành, không có những cái trở ngại, để làm sanh khởi lên các pháp minh sát. Lúc bây giờ mình phải nghĩ đến đó là những cái thiện nghiệp nó thuộc về nhân xa, thưa quý vị. Tuy nó không là những cái nhân cần cho cái việc chứng đắc quả siêu thế, nhưng thiếu những pháp khác thì nó cũng không thể nào, nó cũng không thể nào đưa đến những cái kết quả mỹ mãn cuối cùng được. Chính vì thế mà đây là cả một cái quá trình, đây là cả một cái quá trình, chứ không có phải là mình chối bỏ, mình không chối bỏ được. Vì vậy mà có những cái loại thiện pháp tuy nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là cơ bản, nhưng nó vẫn là có thể là tiền đề đầu tiên để khai mở cho cái quá trình tu chứng của chính bản thân mình, chứ không phải là không, chứ không phải là không có ý nghĩa gì đâu. Cho nên ở đây ngài Nagasena, ngài đã trả lời rằng cái năng lực của thiện á, nó có cho quả nhiều hơn, cho quả nhiều hơn, và nó có thể dẫn đến sự chứng đắc những cái quả vị đặc biệt hơn, trong khi bất thiện thì nó không như vậy, nó không như vậy, nó không có được cái năng lực đó. Rồi ngài đưa lên một cái hình ảnh là cũng giống như là có một người á, cho dù tứ chi của họ không có, nhưng mà với cái một cái thiện nghiệp mà cúng dường bông sen, bó sen đến bậc đạo sư thôi, đến Đức Thế Tôn thôi, thì không rơi vào đại sứ 91 kiếp. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là ý ngài Nagasena ngài nói rằng là cho dù đối với một người họ không có điều kiện sinh hoạt để thuận lợi trong việc tu tập và tạo những thiện nghiệp trong cái đời, nhưng mà với một cái thiện pháp họ cúng dường bông sen đến Đức Phật thôi, chỉ với bấy nhiêu đó thôi, nó cũng có cái kết quả coi như là không tái sanh vào đọa xứ 91 kiếp. Kinh khủng như vậy đó, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy nghiệp nó có cái kết quả, nó có cái kết quả cho quả nhiều hơn, bởi vì mỗi lần mà mình nghĩ tưởng á, ai cũng muốn nghĩ đến cái điều tốt đẹp mình làm hết á, không ai muốn nhớ nghĩ tưởng đến cái điều mà việc ác. Việc ác mà mình còn nên chạy, nên bưng bít coi như là càng nhiều càng tốt, chứ ai mà ngu gì phơi bày ra rồi suốt ngày nghĩ đến cái đó làm gì cho nó bất an. Đó là lý do như vậy. Có một cái điều thứ hai nữa là trong cái việc tạo thiện á, có hai điều tiên quyết rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Sư nói rất là nhiều, đó chính là cái năng lực của tâm, cái năng lực của tâm trong lúc mà mình làm một việc lành, và thứ hai đó chính là đối tượng, đó chính là đối tượng. Hai việc này khi đạt được cái sự toàn hảo ở hai lĩnh vực đó thì cái kết quả của thiện nghiệp nó sẽ rất là mạnh, nó sẽ rất là mạnh. Cho nên chính vì thế mà tại sao nó có những cái trường hợp mà của những người, người ta cùng làm một cái thí sự nhưng mà cái kết quả nó có sự sai biệt là do tâm lực của mỗi người khác nhau. Mình làm mà mình thở ơ, mình làm mà mình ầu ơ dí dầu, mình làm mà mình bị chạo hối, rồi phiền não, cãi cọ vân vân,
Còn trong khi người á, người ta làm á, từ đầu tới cuối á, người ta gạt bỏ hết những cái công chuyện khác để người ta chuyên tâm. Người ta làm á, người ta làm với cái sự an cứu, không có vì một chút gì đó mà người ta giận hờn hay là hí há, liếc tới liếc ngang, không hài lòng với chuyện này chuyện kia, thì dĩ nhiên cái năng lực tâm nó phải mạnh hơn rồi, thú vị. Và hơn nữa cái đối tượng á, đối tượng nó cũng là yếu tố tiên quyết để cho cái quả nhiều hay ít, hay mạnh hay là yếu, đó chính là đối tượng thù thắng. Cho nên cái đối tượng mà nó càng trong sạch nhiều thì cái phước nó sẽ nhiều bấy nhiêu. Chính vì thế mà nếu nói về cá nhân thí, nếu nói về cá nhân thí thì trong thế gian này cái thí sự đến bậc đạo sư phải đến Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác được xem như là tối thắng nhất. Tối thắng nhất ở trường hợp cá nhân thí nha, xin nói lại nha, chứ còn không phải là ý xuống nói là tối thắng nhất là trong tất cả những trường hợp nha. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài cũng từng có nói đến rằng trong những cái thí sự không có thí sự nào nó qua được cái tăng thí hết, tăng thí hết. Chính vì thế mà có những người Phật tử người ta biết được cái điều này á, người ta hay hoan hỷ cúng dường đến các vị tỳ khưu có nhiều những cái thiện pháp tốt đẹp. Chẳng hạn như về pháp học thì vị nào học giỏi, nào học nhiều, vị nào thuộc kinh tạng nhiều, vân vân, thì người ta vẫn hoan hỷ cúng dường hơn. Rồi chẳng hạn vị nào tu thiền nhiều, ngồi liêm diêm nhiều hơn, hoặc là có cái việc tu tập về pháp hành tốt đẹp hơn, thì sự cúng dường đến những vị ấy người ta thường hay hoan hỷ hơn. Và kể cả cái sự chứng đắc cũng vậy, cho dù chứng đắc bố thí cúng dường đến một vị A La Hán, dĩ nhiên là cái năng lực phước nó phải nhiều hơn một vị A Na Hàm rồi. Và tương tự như vậy, đó là như vậy đó. Thôi hôm nay chúng ta học đến đây thôi, cũng vừa phải lẽ rồi. Bây giờ phần còn lại thì xin gửi mic lại cho lớp học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sang Ca Ca. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Quy Niệm đã giải một cái bài học mà hôm nay rất là sâu sắc bạch sư. Nó sâu sắc và nó cũng rất là khó nhớ khó hiểu. Dạ Nguyên Như có một cái câu hỏi ngắn thôi, xin sư trả lời gọn cho con một chút xíu. Là nếu mà cái tâm thiện thì hồi nãy con nghe sư nói nó dễ như vậy, nhưng mà nếu mà so với cái loài quỷ khổ, loài bàn sanh, loài súc sanh, những cái loài ở những cái bốn cõi khổ đó sư, thì nó thiệt là nhiều so với những cái loài mà chư thiên hay là những cái vị độc giác Phật, những vị A La Hán, những vị thánh hữu học bạch sư. Nếu mà như vậy là tại sao mà cái chuyện thiện nó dễ dàng hơn mà mình cứ bị cái gì nó lôi xuống như vậy? Cái đó phải là tự vì cái ma lực nó nhiều, nó mạnh hơn, thành ra nó giống như có một cái từ trường nó kéo về phía đó hả sư? Chừng nào mà mình đi xa khỏi cái tường đó thì mình mới dễ có tâm đại thiện. Tại vì con nhớ là tâm đại thiện nó một lần mình làm như vậy nó có thể phát ra đến 17 ngàn mấy cái chuyện thiện và nó nhân lên rất là nhiều. Nhưng mà tại sao mình cứ bị lọt xuống mà mình không bay lên trời được vậy sư? Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. Có thể hồi nãy cô Nguyên Như nghe lầm. Thật ra ở trong cái câu hỏi số 7 này á, không có phải trong câu hỏi số 7 này không phải đề cập đến thiện dễ làm hơn là bất thiện, không phải nói đến cái tính chất đâu, mà muốn nói đến thiện nó cho cái quả nhiều hơn là bất thiện, và nó có thể đưa đến cái quả, những cái thành tựu đặc biệt hơn là bất thiện.
chứ không phải là dễ làm hơn. Nên phân biệt như vậy. Thực ra thiện nó khó chứ nó không có dễ. Theo như bản nêu chi pháp á, chúng ta thấy cái tâm đại thiện á, tại sao tâm thiện dục giới tịnh hảo, tại sao có một cái tên gọi khác là tâm đại thiện? Cái này hỏi lại coi như là coi học sinh không biết có thuộc bài không nha. Lý do tại sao? Nó có những cái nguyên nhân mà sở dĩ được gọi là tâm đại thiện. Tâm sắc giới không có được gọi là tâm đại thiện. Bởi vì trong số những nguyên nhân đó có một cái nguyên nhân là vì tâm thiện dục giới tịnh hảo nó cho nhiều quả. Mà tổng cộng theo bản nêu chi pháp nó cho có khả năng cho đến 16 cái tâm quả. Cho đến 16. Còn những loại tâm khác ngoài ra nó không có cho được nhiều quả như vậy. Cho nên vì lý do đó cũng có một cái ý nghĩa đó mà được gọi là tâm đại thiện là cho nhiều quả. Còn nếu nói đến cái năng lực á, có thể đạt đến được những cái thành tựu đặc biệt thù thắng hơn, là lý do như thế này. Chúng ta nên nhớ rằng cái người mà chưa có sở đắc gì hết về thiền chứng sắc giới vô sắc hoặc siêu thế, cái bước đầu tiên của chúng ta tu tập rèn luyện đó chính là từ cái tâm đại thiện, hay là còn gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Mình dùng cái tâm này mình tu nè. Khi mà mình tu đến một cái mức độ nào đó thì lúc đó nó sẽ sanh khởi nó sẽ sanh khởi một cái loại tâm khác. Nếu như trong lĩnh vực của thiền sắc giới thì gọi là tâm sắc giới, nếu như trong lĩnh vực của thiền vô sắc thì gọi là tâm vô sắc, còn nếu như trong lĩnh vực của tâm siêu thế thì gọi là tâm siêu thế. Cho nên cái quá trình mà chúng ta tu tập á, để đến được cái sự chứng đắc sắc giới vô sắc hoặc là siêu thế á, thì phải chẳng qua là nó là cái quá trình rèn luyện của tâm đại thiện. Nhưng mà có điểm khác biệt là cái đối tượng, cái đề mục thôi. Trong những trường hợp mà những người ta làm những cái thiện sự công đức bình thường đó, thì người ta dùng tâm đại thiện này để tạo những cái công đức đó. Cái đối tượng nó là cái đối tượng là chúng sanh hoặc là cảnh tục đế. Còn trong cái trường hợp của việc tu tập rèn luyện cũng là dùng tâm đại thiện, nhưng mà cái đối tượng của nó là đề mục cá xí ná, hoặc là trong lĩnh vực của thiền quán thì đó chính là lấy tam tước làm đối tượng. Nó chẳng qua nó cũng chỉ xuất phát từ cái tâm đại thiện này thôi. Cho nên đây là cái nguyên nhân tại sao mà nói đến là từ cái nguồn gốc này nè, nó có thể dẫn đến một cái quá trình để đạt được những cái thủ đắc, thù thắng. Còn trong khi tâm bất thiện thì nó không có được cái năng lực này. Đó là như vậy. Bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học. Sa thú, dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay được không bạch sư? Con không biết sư có ở trước máy không ạ. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật thay mặt lớp học thành kính tri ân tỳ kheo huy niệm rất nhiều. Sư đã từ bi hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức ta phúc chúc cho đạo tràng. Sapi tiyo vivacchan tu sapparogo vinasatu mate bhava tu antarayo sukhi digayuko bhava
Apivaranasi lisanichang vutha vaccha jino chattaro dhamma vathanti ayuvanno sukhang balang bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nuvavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nuvavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata Sangha Nubhavena Sarasothi Bhavantute. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tập bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật mời Nguyên Như ạ. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Bát-ti-đà-na-gà-tha Yà-đê-wa-ta-san-ti-vi-ha-ra-wa-si-ni-thu-bê-kha-re-bô-thi-kha-re-ta-hân-ta-hân ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha phin ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni gan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka bon tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mak go Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang tha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di te i dang no nya ti nang hu tu sa hon tu nya ta yu i dang no nya ti nang ho tu sukhi ta hon tu nya ta yu i dang no nya ti nang ho tu sukhi ta hon tu nya ta yu ý đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gát tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là tối thứ sáu cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Và ngày mai sẽ lại là ngày của Thầy Kim Milanda sẽ giảng dạy cho chúng ta tiếp về bộ môn Vi Diệu Pháp. Chân thành cảm ơn chư vị một lần nữa đã vào Rung và sinh hoạt với nhau. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.